Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại thì Thành Nguyên đang có mặt tại khu vực 3 phường Hưng Thành, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ để đến thăm một người phụ nữ mà cách đây 3 năm quý vị chỉ đang làm cái la phong, là làm ở ngoài Bắc người ta gọi là làm trần đó quý vị. Thì không may là bị sập giàn giáo và bị té xuống, cuối cùng là bị gãy 3 đốt sống lưng. Và bây giờ là cái tình trạng của chị là bị liệt từ thắt lưng trở về xuống quý vị. Đấy thì khoảng thời gian đó chỉ có ở với một người đàn ông đấy, nhưng mà không có đăng ký kết hôn quý vị. Và sau khi mà Thành Nguyên đến thăm chị đó thì Thành Nguyên hỗ trợ cho chị được một số tiền, sau đó thì Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ cho chị này đâu đó được mấy chục triệu, và người đàn ông này đã cầm số tiền đó và bỏ đi luôn đấy. Thì sau khi mà Thành Nguyên đến, Thành Nguyên cập nhật lại đó thì người đàn ông đó có về trả lại cho chị đâu đó được 10 triệu quý vị. Thì sau đó là bỏ lên Sài Gòn và đi làm trên đó luôn. Thì thời gian gần đó nữa thì Thành Nguyên có đến thăm, chỉ lại chia sẻ rằng là lâu lâu thì người đàn ông này có về thăm chị một lần và về xong rồi là đi liền luôn quý vị, chứ không có ở lại lâu. Thì không biết là khoảng thời gian này tình hình sức khỏe của chị Thêu như thế nào. Người đàn ông này, Thành Nguyên tạm gọi là người chồng hờ đi, có về thăm chị thường xuyên hay không, có lo lắng cho chị gì hay không. Thì bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ đi vào thăm chị, xem sức khỏe của chị dạo này ra làm sao nhé quý vị nhé. Mời quý vị. Chào chị. Chào anh. Đang cơm hả? Sao chị khỏe không? Dạ. Sao tình hình mấy lâu nay sao rồi? Có tập tành gì được không? Tập cái đó, cái nữa em mới sửa lại á. Mới nhờ người sửa lại, xong đeo cái đó đứng dậy người đời đứng dậy bước, đứng 5 bước được 2-3 bước. Là từ đứng bước luôn, đứng luôn hả? Dạ, có người đời dậy. Người đời dậy cho mình đứng, mình bước được. Đứng là đứng trong cái khung này. Dạ. Đúng không? Đứng là đứng trong khung này đây này quý vị này. Dạ. Cái khung này trước đây hai anh em có lắp cho chị Thêu này. Đấy. Và cũng bước được 2-3 bước ở trong này thôi. Dạ. Chứ cũng đâu có tưởng bước đứng ngoài được đâu. Dạ, thằng đi đằng đó, nếu mà đi vườn thì cũng đi đằng đó thôi, dần dần trong nhà thôi. Mấy lâu nay thấy sức khỏe trong người sao chị? Dạ, em khỏe bình thường. Bình thường ha. Rồi lâu giờ có ai tới thăm hỏi gì không? Dạ không. Còn cái người đàn ông kia đâu? Người chồng gì đó? Thì lâu lâu anh cũng về, vậy anh về tổ em ngủ xong sáng anh đi. Là mấy lâu nay cũng có về à? Dạ lâu lâu anh về. Vậy đó hả? Dạ một tháng anh đi làm, tháng anh về một lần gì đó. Về có cũng buổi thôi? Dạ anh về khuya sáng anh đi. Ủa rồi? Thì bữa trước em nói bánh lâu lên về đó, anh bánh coi về đây có hết tà tay mua trong trăm ngàn tả, 200 ngàn tả anh đi đó. Mỗi lần về là mua mấy trăm ngàn tiền tả xong rồi là đi. Dạ, chứ không phải nó mua thì mua xong rồi đi, chứ không mua nhà. Rồi có cho tiền xài không? Dạ không. Vậy đó hả? Ây da, nan nhạy nha. Đây, kênh thưa quý vị thân mến, chị Thêu đó thì trước đây Thành Vân đến thăm chị đó thì chỉ là hồi đó là mình lắp cái la phong này đúng không? Dạ. Đấy, làm cái trần cái la phong này này quý vị. Sau đó không may là chị bị té xuống và bị liệt đốt sống lưng ha. Dạ, bị gãy 3 đốt. Gãy 3 đốt. Dạ, rồi chắp in phẫu thuật, chắp in nóc. Chắp in nóc cái mấy cái xương cột sống đó, nhưng mà sau đó thì hai chân nó bị yếu hẳn luôn. Và bây giờ thì nhìn hai cái cổ chân ở phía dưới đây này quý vị, nó cũng nó bằng cái cổ tay luôn này. Mà tính ra từ thời điểm đó đến bây giờ năm cuối năm 2019. Cuối 2019. Dạ. Cho là đầu 20 đi, bây giờ là đầu 23 rồi. Dạ. Đó, là hơn 2 năm rồi. Mà bây giờ hai chân dưới này còn cảm giác nữa không chị? Nói chung nó đau, nó nhức. Nhưng mà giờ thì giống nói chỉ giờ được trên này thôi, trên này thì giờ được.
Dơ nhưng mà mình phải bỏ tay dưới đó để mình dơ lên. Không, mình làm xuống mình dơ nó lên được này nè. À vậy đó hả? Dạ. Chứ mà nó đau nó nhức, có cảm giác nhưng mà kiểu nó bị tê liệt. Giờ bước bác sĩ khám thì bác sĩ nói cái dây bên kinh nó bị chết á. Ừ. Dạ. Để hai cái khớp này có lên xuống được không? Dạ không. Em chỉ dơ em bóp và nhức em bóp vậy đó. Ừ. Thế thì bây giờ để mà đi lại được như người bình thường khó dạ. Nha. Chỉ có đeo cái đó, bác sĩ nói ráng đeo cái đó đi dần dần được trong nhà thôi. Đi dần dần trong nhà rồi tập mình đi cho cứng á. Xong mình tự đi tắm rửa được thôi, tại với bệnh viện có ông kia ông đi được. Ông chân ông nhúc nhích được, mà ông có cảm giác nhẽo hay là làm giống đau hết trơn á. Rồi là ông có biết nhức, biết chết trơn, dục đâu đấy đó ra. Nhưng mà ông đeo cái đó, ông đi từ ông quen đi được 2 năm nay, ông đi từ ông đi tắm đi rửa được. À vậy đó hả? Thì bác sĩ nói ráng đeo cái đó đi đó. Rồi mấy lâu nay cũng phải thuê mướn người qua tắm rửa. Dạ tắm rửa nhưng mà cơm thì bỏ đấy xong mà em vào gạo em đổ đó rồi trưa về tối về chị ra qua tắm rửa chị đổ dùm. À vậy đó ha. Dạ. Gạo gấu là cứ để trên này. Để đây này để em vo em đổ đó. À, là cái này là nước vo dạ. Gạo. Đây này quý vị, đây là cái thau để vo gạo ngay trên bàn đây luôn này. Nấu ăn ở trên bàn này luôn. Rồi xong rồi làm chiều về đi tắm rửa đó chị dẹp dùm. Vâng. Dạ. Rồi tắm rửa này kia thì mấy lâu nay có phải mất tiền cho người ta thuê? Ngay tại đâu có mượn bữa được hai bữa nữa anh. Ngay mình nhờ các đời mà. Cho nên phải trả tiền người ta chưa một bữa hai bữa cho ta làm được. Đâu chị chia sẻ coi lần tắm như là nhiêu tiền? 20.000 và trả tiền dọn dẹp này nữa. Tiền dọn dẹp này 10.000 là ngày 30.000. Ngày 30.000. Ngày 30.000. Có thể là tháng gần triệu rồi. Đấy, ăn bây giờ ngồi một chỗ trên giường này mà phải trả tiền công cho người ta làm gần triệu. Rồi chưa kể là cái chi phí sinh hoạt rồi ăn uống rồi thuốc men rồi này kia cái nọ vậy rồi lấy tiền đâu ra nhiều vậy? Hồi lâu lâu trên mấy đứa trên làm đến Sài Gòn á nó cũng cho 200-300 ngàn tại mình ngoài vợ làm chung một chơi thân á. Thì lâu lâu cho thôi nhưng mà đâu có tháng nào cũng được vậy đâu. Thì rồi xin cái cô ngoài Nha Trang cô bên chồng á. À. Lâu lâu cô cũng cho rồi đồ ăn thì có cái chị bên này này lâu lâu chị mua xong thì cho chị mà ở bên khu doanh nghiệp dân cư bên này này. Ừ. Lâm lâm á. Ừ. Gạo thì chị xin dùng. Chừng nào hết đợt sẵn có thì em mua 1 ký, 2 ký thôi. Ừ. Còn chị xin dùng về đồ ăn thì chị nấu ở nhà chị có hai vợ chồng chị nấu dưa dưa thì cho. Ừ. Có 2-3 bữa chị đỡ phần bữa. Rồi cái phòng trọ này cái hồi trước là chị chia sẻ là bà chủ không lấy tiền đúng không? Dạ có chứ. Có. 1.2 triệu mà bà chủ bớt cho 500.000 còn 700.000. 700.000 tháng. Dạ em đóng tiền điện tiền nước là tháng 1 triệu. Tháng 1 triệu. Tiền phòng trọ 1 triệu một tháng. Cộng với 900 tiền mướn người ta là tháng cho 2 triệu đi. Chưa nói tiền ăn uống, rồi điện đóm này kia cái nọ, sinh hoạt nữa là... Thì điện đóm luôn là... Sinh hoạt đi, ăn uống này kia... Ít nhất, hà tiện lắm cũng 3 triệu thôi. Đúng rồi. Một ngày 100 ngàn. Rồi bữa nay ăn cơm cái gì đây? Ăn cơm với rau cải muối. Rau cải muối hả? Rau cải muối hả? Rồi em muối kim chi. Em mua bột kim chi nhờ chị kia đây là muối dùng. Đâu? Đưa lên em coi coi. Rồi, đang vô. Đâu? Đưa coi coi. Có gì đâu, bình thường ăn được mà. À. Đây này quý vị này. Lần để có gì ăn đó ha chị Tiên ha. Lần trước là hai anh em đến lắp cho chị cái bộ khung này đây nè quý vị. Đấy cái bộ khung này này. Cái đó thì nó đứng dễ đi hơn nhưng mà đôi khi trước khi đeo thì nó hơi khó khăn. Cái đeo cái kia thì nó dễ hơn. Đó, lần trước là hai anh em thì hài hục ráp cho được cái bộ này là mất mấy tiếng đồng hồ. Mà nhiều khi lắp là còn bị sai lắp lại nữa. Và cái bộ này Thành thấy khá là nặng này. Cái kia nó nhẹ hơn. Cái này thì đeo cái sau lưng nó chắc chắn hơn, nó bị té. À, cái nào? Cái bộ bên này đó hả? Dạ. Cái đó em mới sửa lại vào trong nó bị hư cái nút hai bên á. Ủa? Thế rồi cái hồi đó bỏ 7 triệu mua cái bộ này rồi đâu có xài được mà phải xài cái bộ này. Không, cái này thì đeo nó chừng nào đi cứng là đeo cái này dễ đi hơn. Đeo cái này vì nó đẹp đến nó lưng nó dễ đi hơn. Còn cái này là mình tập trung thôi. Tại ai đeo dùng nó thì mình đeo cái này thì dễ hơn. Đúng rồi chứ cái này lắp vào cực lắm. Dạ, để coi cái đó mắc cái lưng ấy. Là cái kia là mình lắp ở nhà thôi. Dạ. Còn cái khi chừng nào mà đi được đi được mình đeo cái đó để lưng nó khỏi. Đấy, mỗi lần chị đeo cái bộ này vào là chị sẽ phải đứng trong cái khung này này. Rồi sẽ
Ê, hai tay này được rồi mới tập đi. Cho Nguyên đeo vô rồi làm thử. Làm gì ra? Hôm nay là chị Theo, em thay mặt cho chị Dung ở Thủ Đức đó, gửi tặng cho chị là 10 kg gạo. Đấy, để em để đây nha. Với dầu ăn, rồi hạt nêm, rồi mì chính, đường, rồi nước mắm, rồi này kia đó. Đấy, em mua để đây nha. Đây là phần quà của chị Dung ở Thủ Đức. Gửi cho Thành Nguyên để Thành Nguyên trao cho mấy cái hộ khó khăn, bệnh tật trong cái dịp Tết này đó. Ngoài cái phần này ra đó thì Thành Nguyên cũng có thêm một phần quà nữa. Đây, Thành Nguyên ngồi đây ạ. Thời gian qua đó Thành Nguyên đăng tải cái câu chuyện của chị Lên thì cũng được các cô chú, các anh chị trên cộng đồng đó cũng quan tâm. Thì thời gian này cũng gần Tết đến nơi rồi, Thành Nguyên trao cái số tiền này. Nói gần Tết nhưng mà cũng có thể là đăng cái clip này trong Tết hoặc là ra Tết, bởi vì Thành Nguyên phải tranh thủ khoảng thời gian này Thành Nguyên đi để Thành Nguyên trao hết cái số tiền của những hoàn cảnh khác nữa. Hôm nay là Thành Nguyên nhận được của chị Trương Thị Thúy Nhung ở bên Hàn Quốc, có gửi cho chị Theo ha, số tiền là 5 triệu đồng. Thành Nguyên vì là từ mảnh thường quân cho nên cho phép Thành Nguyên đếm công khai như quý vị nha. Hôm nay đi rút cây ATM toàn tiền lẻ không à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Đây, mình gửi đến chị 5 triệu nhé. Em cảm ơn thầy hai cô. Em gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân, các anh nước trong nước đã ủng hộ. Chị là chị Thúy Nhung, một người đã lên kênh của Thành Nguyên để mà tìm ý trung nhân á. Chị ở bên Hàn Quốc, chị đợt vừa rồi đây chị có đi về Việt Nam, nhờ Thành Nguyên bắt cái nhịp cầu để gửi đến cho chị. Cho em gửi lời hỏi cảm ơn chị Thúy Nhung. Nếu mà với cái số tiền này đâu vậy, với cái mức chi tiêu và để mà trang trải cho cuộc sống của chị là chưa được 2 tháng. Dạ, tính ra 1 tháng có 3. Em cũng cũng dám kêu gì nhiều đâu, anh yên tâm đi, em cứ đóng tiền nhà thì nó tiền ăn đi, tiền ăn tiền tháng em mua có 200-300 ngàn. 1 tháng hả? Dạ. Ừ, ăn gì? Tiền mua cá mua đồ đó, ăn vừa bữa. Chắc cũng có bà con đồ. Dạ không có bà sớm. Con, chỉ có cái chị kia lâu lâu qua cho thôi. Lâu qua 3-4 ngày chị được qua lần chị mua rau mua đồ. Là cũng có hàng xóm rồi hả chị? 200-300 mà tính ra ngày 7-8 ngàn, 10 ngàn thì đi có no là được rồi. Mà sao xúc động vậy? Khóc hả? Mấy lâu nay ngoài Thành Nguyên với Điền Nguyễn đến đây thì có ai đến thăm hỏi? Dạ không, tại lâu rồi, tại hồi trước em ở bên kia thì có mấy chị kia cũng hay qua, nhưng mà em chuyển qua đây á, hiển nhiên người ta không biết á, tại người ta mất số liên lạc ở sao người ta không biết á. Hồi trước ở bên kia thì có mấy chú mà ở bành quanh người ta làm bảo vệ ở đây cái khu làm cư lân danh bên này nè. Thì chú vẫn giới thiệu rồi nhiều người cho gạo lắm, nhưng mà giờ lâu rồi chú thiền với chú về quê sao không thấy nè. Rồi là số điện thoại chú mất liên lạc rồi, như chú bỏ cái số đó sao á. Trước chú ai cho gạo, chú xin này xin kia cho, rồi xin quần áo cho. Chú đó lớn tuổi chưa chị? Chú lớn tuổi, chú năm mấy tuổi rồi. Mà đợt gọi là chú nói chú về quê, chú có một chuyện là chú lên, xong chú nói chú về quê luôn, này tới giờ luôn. Về quê ở trong nhà luôn, tại chú nghỉ hưu rồi. Dạ. Mấy năm rồi chị Theo chưa có về quê? Nhà năm nay nữa là 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi. Dạ. Tại vì ngoài đâu còn ai đâu. Tính ra từ cái khi mà bị cái chân này cho đến bây giờ đó ha. Dạ. Là chưa có từng về quê ha. Dạ. Cố gắng cái chị, bây giờ biết sao giờ. Dạ, em cảm ơn hai chị. Kính thưa quý vị thân mến, thì hoàn cảnh của chị Theo đó thì quý vị cũng đã thấy rồi. Bây giờ là chị một thân một mình thôi, chỉ có đứa con trai đúng không? Con trai nhưng mà ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn mà cách đây cũng khá lâu rồi, con cũng không có về thăm. Dạ, chị từ ha. Từ bữa em nằm viện tới giờ về thăm, bữa mắng gọi điện nó hơi thăm. Bị như vậy qua đây có một lần, sau đó là thôi không có hỏi thăm mẹ nữa quý vị ạ. Đấy, và cái người con đó là của người chồng trước đúng không? Dạ đúng rồi.
người chồng trước mà bây giờ cũng không có một lời hỏi thăm luôn. Cha mẹ của chị thì dạ cha mẹ em mất từ mất hết cả hả? Đấy, anh em bà con thì ở ngoài quê thì cũng khó khăn. Rồi bây giờ là chị phải bám trụ lại đây để cũng không có dám làm phiền gia đình ha. Bây giờ ai cũng lớn dạ, hết rồi. Em đi mẹ em sinh ra mới có hai anh em mà anh trai thì mất rồi còn con mình em à. Còn em ở với cầu mở. Ở với cầu mở. Cầu mở thì già rồi 70-80 tuổi rồi. Đây thôi, Âu cũng là số phận hay dạ. Chị ha. Biết động viên chị cố gắng thôi, nhưng biết sao giờ. Hoàn cảnh của chị Thêu đó thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận cho quý vị, thì quý vị cũng đang nghe, cũng đã thấy rồi. Nếu như quý vị mà có đồng cảm với hoàn cảnh của chị thì quý vị có thể thông qua Thành Nguyên, rồi Thành Nguyên sẽ gửi những cái tình thương mến thương của tất cả quý vị đến cho chị nha quý vị nhé. Rồi, Thành Nguyên cũng chúc cho chị nhiều sức khỏe nha chị nhé. Em cảm ơn anh, cảm ơn chị và em gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân. Rồi. Còn bây giờ Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị, kính chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe và bình an nha quý vị.